Bác nào mà thích Moling giá rẻ thì hôm nay em lại mang về cho các bác một mẫu Moling giá rẻ đây. Thời tiết ngoài trời đang bị rất là lạnh, bắt đầu chuyển sang thời tiết lạnh rồi. Và đây là một chiếc xe để các bác đi gọi là tránh mưa rét, tránh gió, tránh nắng nhá. Và con này thì giá em đang bán rất là rẻ luôn, chỉ có 147 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc Kia Moling đời 2015. Vâng, màu sơn đỏ đẹp, và xe thì rất là ngon. Con này thì có gốc là dịch vụ ra, nên là biển vàng các bác nhá. 15A20243. Và xe thì tên tư nhân chính chủ, về là các bác yên tâm là sang tên giấy tờ bình thường, pháp lý đầy đủ chuẩn chỉ luôn. Sơn đỏ đẹp, bắt mắt, trẻ trung. Và đây cũng là một cái chiếc xe và với cái độ bền bỉ quá là cao. Moling thì ai cũng biết rồi, chỉ sợ là không bao giờ biết hỏng vặt giữa đường nhá. Vâng, và đây cũng là một cái dòng xe chạy lành, chạy bền. Đấy, dàn lốp của xe tầm khoảng 70% đối với dàn lốp sau và 60% đối với dàn lốp trước. Còn máy của xe thì đã được bảo dưỡng rồi, nên là các bác yên tâm về là cứ việc là chạy thôi. Máy nổ khỏe, đấy, căng đều, không hơi thừa hơi khói nhá. Và xe thì đang có mặt tại quán Toàn Hồng Bàng, Hải Phòng. Một chiếc Kia Moling đời 2015, màu sơn đỏ đẹp luôn. Em này là màu sơn đỏ đun, rất là thích hợp với những ai mà hợp mạnh hỏa nhá. Và cái màu này cũng là một cái màu rất là hot của dòng Moling. Đấy, vừa đẹp vừa trang nhã mà các bác bỏ ra cái số tiền rất là rẻ luôn. Đã có ngay được một chiếc xe để tránh mưa, tránh nắng, đi lại thì an toàn. Và pháp lý đầy đủ, hồ sơ chuẩn chỉ luôn. Đấy, xe cam kết đảm bảo là không có đâm đụng, không ngập nước, không va chạm tai nạn. Đấy, còn về phần xe thì nói chung là theo 5 tháng thời gian rồi, nhưng mà xe vẫn còn rất là chất luôn. Đấy, chất xe đồng sơn đều đẹp, sạch sẽ, màu đỏ bắt mắt, trẻ trung. Và biển 15A20243 về thì các bác có thể là đổi sang biển trắng bình thường nha bác nhá. Mặt ca lăng của xe là còn đẹp nữa này, toàn bộ tất cả các cái nan mặt ca lăng của xe là còn luột là luôn, không hề bị lỗi đập. Đấy, không hề bị gãy vỡ, còn nguyên bản luôn. Còn phần sơn sườn đây các bác nhìn này, toàn bộ sơn sườn này, hay là hệ thống đèn của xe, đèn halogen nhá, căng led luôn, không hề có một tí lỗi nào. Mặt đèn phía trên của xe là cũng đây, các bác nhìn căng này. Đấy, nó chỉ cũ theo 5 tháng thôi. Còn đâu là chất đèn vẫn ok nhá. Và con này là đèn đi đêm ít, chỉ toàn chạy ngày thôi, thành ra là chất đèn vẫn còn rất là yên tâm. Đấy, không bị ố mốc, không có đọng nước. Và chỗ này thì hơi chầy, cái này thì xử lý đơn giản, không vấn đề gì các bác nhá. Cho đi đánh bóng hay là hết luôn. Đấy, cái này thì có sao thì em bán vậy thôi, chứ còn cũng không có cầu kỳ gì cả. Còn với cái tầm tiền này thì cũng khẳng định với các bác là khó có cái chiếc xe nào. Đấy, tôn nó rất là mỏng luôn. Đấy, khó có chiếc xe nào mà đọa được với Moling thời điểm này. Chỉ có 147 triệu đồng. Đấy, dàn lốp 2022. Lốp này thì tầm khoảng, ui con này dày phết. Vừa nãy nhìn cứ tưởng là mỏng nhưng mà dày phết các bác ạ. Còn cực kỳ dày luôn. Lốp này còn 80% lốp dày phịch luôn. Và lốp của xe đang sử dụng lốp phanh ken, lốp phanh ken Shinsenza nhé các bác nhá. Dòng lốp này cũng tương đối là bền và chuyên dòng cho những cái dòng Moling i10. Đấy, lốp ngon luôn, chạy rất sướng, cái dòng lốp này thì khỏi bàn. Chắc chắn phết. Vâng. Và em này đang sử dụng la răng 14 lốp 165/60. Của lốp thì không có mục ngoặt nhưng mà hơi bẩn vì cái này em vừa mới chạy bùn đất về xong. Đấy, quá sao bán vậy. Đấy, cái chỗ này thì hơi vỡ nhưng không phải là vỡ do đâm va nhá, mà là kiểu chạy lâu rồi nó bị thôi, không ảnh hưởng gì. Tôn sườn dày dặn và kính thì kính còn zin. Kính của Kia còn zin, Kia các là còn zin nguyên nhá các bác nhá. Em này thì đăng kiểm đến tháng 8 năm 2023 và hết đăng kiểm rồi, nhưng mà đang được gia hạn. Cái này bình thường không ảnh hưởng cái đăng kiểm các bác nhá. Còn về phần kính thì xe là đang sử dụng phim cách nhiệt. Đấy, chống nhìn trộm vào bên trong. Các bác nhìn này, soi gương ở bên ngoài nhưng chống nhìn trộm vào bên trong. Cửa tôn thì dày dặn. Đấy, tôn cửa này rất dày luôn, toàn bộ tôn cánh của xe là dày nhá. Và cửa đóng rất chắc. Đấy, có này, chỉ gánh này. Các bác này, chỉ này. Đấy, chỉ gánh này. Đấy, còn rất là dày. Đấy, chỉ gánh còn ngon nguyên. Và xe thì được đồng sơn màu đỏ đẹp luôn. Đấy, em này thì được xì tút lại rồi, nên là về là các bác yên tâm là không phải nghĩ ngợi gì nhá. Một chiếc Kia Moling màu đỏ cực kỳ đẹp và nét luôn, sạch sẽ luôn và không hề lỗi lầm. Đấy, em mở khóa điện này, thử kính nha. Ô, cái này phải nổ cơ, con này là phải nổ máy cơ. Được rồi, em nổ máy luôn. Đấy, máy nổ rất êm và không hề có hơi khói hơi thừa. Đấy, ô, kính là kính xuống rồi. Rồi, em hiểu rồi, em hiểu cái câu chuyện này rồi. Kính lên xuống bình thường.
hoạt động hoàn toàn ok. Cái này thì em sẽ cho kiểm tra và chỉnh sửa lại phần này. Vâng. Còn nội thất ghế da của xe thì ghế da đây các bác nhìn này, bọc lại hết rồi. Đấy, hơi cũ cũ về phần này, cái phần tựa này là, còn những cái này thì ok. Đấy, da không bị rách, không bị sờn. Đấy, còn nguyên nhá. Da còn rất là đẹp luôn. Đấy, da không rách, không sờn này còn nguyên. Và các bác nhìn này, 35 vạn nhưng mà cái vô lăng, cái củ số của nó vẫn còn rất là mới luôn. Đấy, củ số là không lỗi lầm, mà máy là không có báo lỗi nhá, xe là không có báo lỗi. Đấy, vô lăng thì chỗ này hơi mòn này, chỗ này hơi mòn, nhưng mà cái này là để nguyên, không vấn đề gì. Em muốn là để mộc như này để các bác có thể là hình dung được xe là tốt nhất. Chứ còn cái này là bình thường, không vấn đề gì các bác nhá. Đấy, hoạt động kính này thì đang chưa để hoạt động, thì cái này em sẽ cho kiểm tra. Còn phần máy, phần ghế đằng sau này, các bác nhìn này. Đấy, ghế đằng sau đẹp như này đây. Em này thì được điểm cộng đó là cái phần trần. Trần của xe là toàn bộ được bọc dần trần da rồi. Đấy, trần da không bị nổ rách, da còn nguyên câu căng luôn nhá. Đấy, trần da. Và sàn phía dưới của xe cũng là sàn da. Đấy, sàn da này, sàn da bò, đẹp luôn. Đấy, không bị sờn rách, sàn da bò rất là ok. Con này thì em về là em chưa có dọn dẹp đâu, để nguyên mộc nhá. Vừa mua về xong, để nguyên mộc cho các bác, để các bác cùng đánh giá. Đấy. Và hậu sau của xe, cản sau này, nó còn đẹp như này đây. Không bị vỡ, không có biến dạng và xe căng cứng luôn. Lốp đằng sau thì cũng tương đối là dày, cũng là Syngenta 165-60 la răng 14. Và lốp này là 29 nhưng mà rãnh hơn dày lắm. Đấy, còn cua lốp đây đây. Có nghĩa là cua lốp nó sạch sẽ và không có mục mọt nhá. Vậy thôi nhưng mà không có mục mọt đâu. Đấy, và phần rãnh lốp này, dày như này. Đấy. Các bác bỏ ra một cái số tiền ít nhưng mà lại có con xe rất ngon. Gọi là đi tránh mưa tránh nắng, mùa đông giá rét. Con này thì hai cái ti chống ở hai bên này là bị hỏng rồi. Nên là em đang phải chống cái này đây. Cái này là hai cái ti chống này hỏng thì thay nó có 200 nghìn thôi, rất rẻ. Đấy, về là các bác yên tâm là chỉ có việc là gọi là đi. Đấy, khoang để đồ đằng sau thì rộng rãi và tiện lợi. Đấy. Còn em này thì chỉ keo thì không cần phải nghĩ nhá. Chỉ keo này bao ngon bao đẹp cho các bác. Vâng. Gọi là ngon và đẹp. Đấy, xe máy nổ êm thì thầm và không có bị lỗi. Đấy, gầm này. Đấy, gầm bô này, các bác nhìn này, gầm bô nó còn đẹp như này. Đấy, bình thường để mà kiếm được một con xe mà như thế này thì cũng dễ thôi. Nhưng mà để mà mua được một chiếc xe giá như thế này, em nói thật các bác là hơi khó. Bình thường anh em đang bán con này rơi vào tầm khoảng 160-170. Đấy, đấy là anh em nhá. Còn nếu mà đưa ra thị trường khoảng tầm hơn gọi là xếp 180. Thế nhưng mà chiếc xe này thì em đang bán này, những cái chỉ này này. Đấy, chỉ gọi là luôm nhuôm theo thời gian. Đấy, thì là 170-180, nhưng mà như những chiếc xe như thế này thì em đang bán cái giá rất là thơm luôn. Chỉ có, vâng, chỉ có là 147 triệu đồng. Đấy, lại còn có thương lượng một chút cho các bác nhá. Vâng, nhưng mà chắc chắn là không có cái giá dưới 130-140 đâu. Chứ không thì nhiều bác này bảo là ôi con này chỉ mua được 130-140 thì đấy, cho các bác mua luôn xe. Để các bác biết rằng là xe nó cũng chả rẻ tí nào đâu. Vâng, chứ còn nhiều bác thì toàn chém gió bảo là xe có thể là mua được giá đấy. Rồi em, đấy là như bọn em đi mua thì khả năng là bọn em còn mua được. Vì là bọn em mua là mua theo kiểu giá buôn giá bán. Nhưng mà các bác bảo các bác đi mua mà các bác mua được cái giá 130-130 thì hơi khó. Vâng, những cái dòng như thế này thì bên em chỉ gọi là mình buôn cho nó dạ có giao dịch thôi. Chứ còn cũng không có lời lãi nhiều. Đấy, máy thì đang nổ rồi nên em sẽ mở luôn cabo. À, lúc nãy là em đóng vào rồi. Em sẽ mở luôn cabo cho các bác cùng xem khoang máy ở chiếc xe. Đấy. Em này thì động cơ nó là 1.25, máy chuyên dùng của dòng Moling. Và máy của xe thì tương đối là êm và thin thít luôn. Nổ rất là êm và thì thầm, không hề có lỗi nhá. Dầu này. Đấy, dầu được bảo dưỡng này, dầu và vàng như này đây. Đấy, cái này thì về mua cái là các bác thay luôn cũng được. Vâng. Thế còn về phần hơi thừa hơi khói các bác yên tâm. Vì chiếc xe này đã được bảo dưỡng trung tu rồi. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là lôi ra và làm vệ sinh các thứ rồi, thay thế những cái thứ hào mòn rồi. Thế nên là máy là các bác không phải lo nhá. Con này riêng con này máy thì yên tâm luôn. Êm luôn và không hề có rung bật gì cả. Đấy. Động cơ vô cùng mượt mà, khô ráo sạch sẽ và không hề lỗi. Đấy, ồ cái này thấy nó, cái này là nó đang mát nên là em mới dám mở, chứ còn bình thường nó nóng thì các bác đừng dại mở nhá. Đấy, các bác nhìn này, nước là không có bị gọi là nổi bong bóng nhá, còn nguyên. Đấy, cái này là nó đang gọi là mát thì em mới dám mở thôi.
Cái đấy em khuyên các bác luôn là bình thường thì đừng có dạy mà mở nhá. Nhưng mà em mở được vì là xe để nguội rồi, nên là mình đi ít mà. Em mua về xong em để ở đây một lúc rồi. Mà thời tiết hôm nay nó lành lạnh, nó không bị nóng, nên là khoang máy rất là mát luôn. Đấy, còn máy số zin, con này là số zin luôn. Còn máy các bác yên tâm. Đấy, dòng này thì bên em bán là yên tâm là không phải nghĩ. Và riêng dòng Moling thì bên em vẫn bán là có bảo hành bình thường. Bảo hành như thế nào? Bảo hành như chiếc xe này thì em cứ bảo hành cho các bác là 1 năm bình thường nhá. Có nghĩa là bảo hành làm sao mà ổn định chạy. Chứ còn nếu mà các bác mà đi mà không kiểm tra dầu mỡ nước nôi thì rất là khó. Còn về phần chất thì đây là một chiếc xe tương đối là ok. Với cái tầm tiền như vậy, không phải là thực sự là xe đẹp, nhưng mà cũng là một chiếc xe ok. Đấy, tiền ít nhưng mà lại có một xe cứng. Đấy, gầm nó còn đẹp như này đây. Gầm còn đẹp nhá. Và vận hành con này thì cực kỳ ok. Vận hành cực tốt luôn. Đấy, côn nhẹ số ngọt và máy số thì ngon lành cành đào. Đấy, bên em thì những cái dòng như thế này thì cũng đợt này thì hay về. Vì đợt này cũng dễ mua những cái dòng như thế này. Chứ còn bình thường như trước đấy là các bác là không mua được. Đấy, các bác ngồi trong xe không có nghe tiếng máy luôn. Cực êm luôn. Máy rất êm các bác ạ. Vâng. Và xe thì không có hơi thừa hơi khói. Đấy, vận hành cực kỳ tốt và nhẹ nhàng chứ không hề lỗi lầm nhá. À đây, audio xem nào. Audio này, nó có nhiều kênh kênh nhạc. Vâng. Cái đầu này thì nói thật các bác là em cũng không biết sử dụng như nào. Vâng. 85,7 MHz lại còn có scan nữa cơ. Từ họp bán bông đồ phàn tăng. Đấy, có luôn, bắt sóng bình thường, có đầu USB để đọc. Đấy, ok. Và xe thì ngon như thế này, điều hòa thì mắt lười lượi như thế này, thì bác nào mà yêu thì điện thoại cho em nhá. Vâng. Nói chung là có cái ô tô đi lại tránh mưa tránh nắng cho mình đỡ khổ và vợ con cũng đỡ khổ. Mà thực sự là những cái dòng như thế này thì các bác mua về đi rất là tiện luôn. Đấy, vừa lành vừa tiện. Đấy. Đấy, ui giời, vừa lái này. Đấy, rất là thoải mái luôn. Đấy, đường ở chỗ này thì nó hơi sóc tí thôi chứ còn không có vấn đề gì. Đấy, và bên em thì những cái dòng như thế này thì cũng dễ bán. Thế này là bác nào mà thích thì các bác cứ điện thoại và theo dõi liên tục nhá. Đấy, xe chạy 34 vạn rồi chứ không phải là xe ít. Nhưng mà được cái là chất xe thì còn ngon và xe thì không hề có rung lắc. Đấy, úi giời, ông CX5 ông ấy chạy phăm phăm như này, không biết là ông vi phạm tốc độ. Đấy, các bác thấy chưa? À, chạy rất là ý thức kém, mình đang đi đúng làn đúng lề mà em còn đi sát vào trong này, nhưng mà ông vượt véo cái nó qua. Đấy, nói chung là những người đi đường thì em khuyên các bác là đi bình tĩnh thôi, chứ mình đi nhanh quá nguy hiểm lắm. Cảm ơn các bác nhá. Xin chào tạm biệt. Ôi, xe ngon như này mà không mua thì còn mua cái gì? Vừa rẻ vừa thơm mà lại ngon lành cành đào, rộng rãi tiện nghi cho cả gia đình. Đi lại thì an tâm và yên ấm. Giá rẻ thì bất ngờ. Đấy, ok các bác.